Tâm thư xúc động cô giáo cũ gửi Messi trước chung kết World Cup 2022. Cô Monica Domina, giáo viên cũ của Messi vừa gửi bức thư đầy xúc động đến học trò của mình trước trận chung kết World Cup 2022. Tôi vẫn không thể tin được rằng tôi từng dạy Messi đọc và viết, bà Monica Domina chia sẻ trên kênh phát thanh Super Deportivo. Bà là cô giáo của Lionel Messi tuổi nhỏ. Chỉ cần đi bộ qua khu phố nơi có nhà Messi ở Rosario, ở đó toàn màu xanh nhạt và trắng. Tôi thực sự muốn gặp Messi và tôi sẽ viết cho cậu ấy một lá thư nhỏ. Tôi hy vọng nó sẽ đến tay Messi. Tôi muốn gặp Messi bởi tôi không được khỏe, tôi có vấn đề về tim và trước khi qua đời tôi muốn ôm cậu ấy. Lionel Messi trải qua những năm tháng tiểu học ở Rosario với sự dìu dắt của cô Domina. Bà là giáo viên đầu tiên của Lionel Messi, cậu bé còi cọc mà bây giờ trở thành ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá Argentina và cả thế giới. Xin chào, Messi. Cảm ơn Chúa vì đã cho tôi được làm cô giáo dạy em. Cảm ơn vì đã là học trò của tôi. Cảm ơn vì em đã luôn như vậy và không bao giờ thay đổi. Em là một người khiêm tốn, tuyệt vời, đơn giản. Cảm ơn vì đã cho tôi cảm thấy tự hào khi được là một phần trong cuộc sống của em. Xin lỗi vì những đòi hỏi của tôi. Cảm ơn em đã cho chúng tôi niềm hạnh phúc tột độ trong thời điểm nhiều khó khăn này. Thấy em hạnh phúc là niềm vui của tôi. Tôi thích việc em có thể bày tỏ được cảm xúc của mình. Cảm ơn vì những vinh quang mà em mang lại. Tôi rất muốn ôm em để thức dậy từ giấc mơ này rằng tôi là cô giáo của em, thật vinh dự. Điều đó mang đến cho tôi niềm vui đủ để tiếp tục nỗ lực đến cuối cùng. Chúc may mắn, tất cả chúng tôi đều yêu quý em. Cô giáo chưa hề quên Messi nhưng cũng không thể gặp lại anh từ ngày cậu học trò chia tay quê hương, chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống. Bà Domina kể rằng có một người anh họ của Messi luôn gọi cho mình mỗi khi Messi trở về Rosario, nhưng bà từ chối vì ngại ngùng. Giờ đây, bà Domina đang chiến đấu với căn bệnh ung thư vòng họng. Được gặp lại Messi khi cậu học trò hoàn thành sự nghiệp trọn vẹn là mong ước cuối cùng của cô giáo Domina. Họ luôn hỏi rằng tôi có muốn đến nhà để chào Messi không, nhưng tôi rất xấu hổ. Nhưng bây giờ nếu Messi trở về, tôi sẽ đến gặp cậu ấy và tôi hy vọng Messi có thể ra cửa để đón tôi. Tôi cảm ơn Messi khi tôi đã là một phần tuổi thơ của cậu ấy, bà Domina nói.